anh em đã trở lại kênh của mình nha. Thì như anh em cũng đã biết, mấy ngày hôm nay là chúng ta cũng đã trải qua một cái đợt rollback của game mà anh em ha. Bắt anh em trở về quá khứ cách đây 2 ngày trước đó. Thì anh em đã reset hết lại những cái vật phẩm anh em ha. Và cũng như là ông nào mà đã quay ra được cái con San đó anh em, thì bây giờ là trước đó anh em ha, quay ra được cái ngày đầu tiên ra mắt cái con San nó cách đây 2-3 ngày trước đó anh em, thì bây giờ chúng ta bắt buộc phải quay lại. Thì ngày hôm qua mình có làm clip nói về cái vụ đó rồi anh em ha, cũng như là mình cũng đã trải nghiệm lại rồi. Thì ngày hôm qua rất là hên luôn anh em, ngày đầu tiên ra con San á, lúc mà game nó chưa có rollback đó anh em, thì mình quay được có một con thôi, lên được 10 sao. Đó, ngày hôm qua quay ra, không phải quay nữa anh em ơi, quay nó không có ra. Mà mở ra anh em nha, mở ra được tới tận 2 con San, trời ơi, lên E1 sướng gì đâu anh em ơi. Rồi, thì ảnh hưởng bởi cái đợt lỗi game, rollback game đợt này anh em, thì cái hàm anh em nha, chiến hạm, nội thất, đồ các thứ của chúng ta nó bị gỡ sạch sẽ luôn. Đó, nên là nhân dịp này mình sẽ build lại chiến hạm nè. Đó, và cũng như là nêu cho anh em cái meta chiến hạm anh em nha. Cái này cực kỳ quan trọng luôn anh em. Nhiều ông không có để ý chiến hạm. Nói chung là anh em thấy chiến hạm nào đẹp, chiến hạm nào mạnh một xíu là anh em build. Nhưng mà quan trọng á, chiến hạm đi theo meta nào, chiến hạm nào đi theo meta nó hợp lý nhất anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói luôn anh em ha. Và đặc biệt chúng ta sẽ cùng review event tuần nè, rồi review luôn cả meta luôn anh em, meta tháng 8 luôn em ha, để anh em chơi game cho nó dễ. Rồi cách gắn ngọc, gắn bét cho từng con tướng meta luôn. Đó, clip này thì nếu mà được thì nó hơi dài nên là anh em thông cảm ha. Nên là mình sẽ review nhanh về cái event tuần này. Bởi vì event tuần này á, anh em thì anh em đã trải nghiệm được ngày 1 rồi, nhưng mà ngày 1 nó quay trở lại game đó, thì coi như ngày hôm qua là ngày 1 của anh em, ngày hôm nay là ngày 2. Đó. Rồi ok, tuần này chúng ta sẽ có chiêu mộ vua hải tặc anh em. Đây anh em, chiêu mộ vua hải tặc ha. Thì con San này không phải là con tướng limit, nên là ông nào mà đang có bánh lái chiêu mộ đó anh em, thì anh em nên để dành. Khi nào nó nhả con tướng limit ra, chúng ta lấy hờ thì nó ok hơn, thay vì anh em xả trong này. Còn anh em nào mà muốn quay đó thì thôi, cái đấy là tùy anh em thôi. Nhưng mà mình khuyên anh em nên tích 300 bánh lái nha. Tích 300 bánh lái chắc cũng cả năm trời đó anh em ơi. Đó, mình đang có tới gần 400 luôn nè. Rồi tiếp theo nó đăng nhập anh em ơi, ông nào có điều kiện thì bơm cái gói ở bên phải này để chúng ta lấy quà. Và đặc biệt tuần này chúng ta sẽ có tiệc Big Mom chung với lại cái con tướng mới luôn em. Rồi tiệc Big Mom thì chúng ta sẽ có bảo vật ha. Bảo vật ở bên này thì nói chung là anh em nào thiếu á, thì lấy, còn mà dư rồi á thì anh em lấy về mình copy. Copy nên lấy đợt này á là con Karasu anh em ơi. Karasu với lại con Zephyr. Ủa, có Karasu không? À không có anh em ơi, sorry anh em nha. Zephyr nha. Nên lấy con Zephyr đợt này, anh em nhớ anh em nha. Rồi còn những cái con khác thì nói chung là tùy anh em thôi. Nhưng mà con này đi theo meta đấy, thì anh em nên lấy một con Zephyr ở trong này. Rồi ok, tiếp theo nữa, nếu mà anh em lấy bên hệ hiếm á, thì anh em lấy giùm mình con để coi coi. Ủa, hệ hiếm không có. Úi, hết hồn. Không phải con San này đâu nha. Con San này là con San cùi nha. San xịn là nó không có vào, chưa có vào trong này đâu. Thì ở trong này thì chúng ta, mình nghĩ anh em có thể lấy rau đen, thêm rau đen hoặc là lấy thêm con Siki đều được anh em nha. Cái này là tùy anh em thôi. Rồi nếu mà ông nào lấy bảo vật thì xác định không lấy copy, và ngược lại anh em lấy copy thì khỏi lấy bảo vật. Đó, bởi vì bảo vật bên này anh em xác định là 600 nón một cái nha anh em nha, 600 nón một cái nha. Cái này hên xui thôi. Còn lấy vật phẩm này thì anh em lấy thêm cũng được. Mình thì chắc lấy thêm cái này đi. Rồi ok, đó là về tiệc Big Mom anh em ha, rất là đơn giản luôn. Anh em nhớ làm nhiệm vụ bên này đó anh em nha. Lấy thùng bia nè, với lại lấy thêm cả cái su vòng quay, ghép thuyền viên anh em nha. Và cũng như là hoàn thành nhiệm vụ 4 sao là chúng ta có thể chơi được tiệc Big Mom rồi. Rồi ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến sự kiện anh em nha. Sự kiện tuần này khá là đặc biệt luôn. Nó vừa lễ nè, mà nó vừa luôn cả sinh nhật nữa anh em. Rồi cuối tuần nữa, trời ơi, cái lượng người chơi đông quá nên là server nó sập. Rồi chúng ta sẽ có một cái shop đặc biệt mừng sinh nhật. Cái này là dành cho những ông nào bơm lúa thôi. Đó, nên em nào mà bơm lúa thì có thể quan tâm ha. Rồi vòng quay trái ác quỷ thường và cao cấp, nó sẽ kẹp theo cái nón Big Mom và cũng như là đảo kho báu luôn em. Tuần này anh em xả rất là ok luôn, cả phá hủy diệt nữa. Tính ra là tuần trước mình xả là coi như là nó bị hớ anh em ơi. Tuần này mình xả nó ngon hơn anh em, bởi vì nó có đảo nè, có luôn nón nè, có luôn cả phá hủy diệt nữa anh em. Và đặc biệt cái vòng quay trái quỷ này nó mở xuyên suốt hết tất cả game luôn, nó không có đóng giống y chang như cái vòng quay la bàn vậy đó anh em, triệu hồi thú cưng á. Đó thì vòng quay trái quỷ nó cũng như vậy nha. Rồi lúc anh em xả tài nguyên á thì chúng ta cũng sẽ có thêm cả là xu bạc nữa. Từ từ anh em nha. ở bên chiến trường có xu vàng ông ta, để coi coi. Đây có luôn ạ. Xu bạc và xu vàng nó sẽ có hết tất cả những cái nhất là xu bạc anh em, xu bạc nó sẽ có hết tất cả những cái event mà anh em chơi. Ví dụ như là nhiệm vụ chiến trường nè, đó chúng ta sẽ có thêm cả nón Sengoku. Anh em nào mà cày chay với lại bơm lúa là chắc chắn không thể nào mà bỏ qua cái đấu trường 4x4 này rồi. Thì mình có những cây anh em nhé, đầu clip hồi nãy anh em có xem rồi đấy. Rồi cái này là gói chiêu mộ vua hải tặc hả? Cái này là dành những ông nào bơm lúa thôi. Chiêu mộ đặc biệt thì chắc chắn anh em chiêu hết con San rồi đúng không anh em? Ông nào cũng phải full rồi. Đó. Rồi xu vòng quay thì chúng ta cũng sẽ có nón nè, có luôn cả đảo rồi các thứ anh em ha, vô chơi nè. Rồi bên chiêu mộ đại hải tặc cũng vậy luôn. Có luôn cả xu vàng nữa nha. Ủa cái xu vàng khó tìm quá ta. Anh em có xu bạc là chắc chắn chúng ta sẽ có xu vàng, bởi vì sao? Đây nè. Anh em quay ở bên cái xu bạc á thì chúng ta sẽ có được 10 xu vàng. Đây nè anh em, đó mỗi vòng anh em ha. Nên là anh em có xu bạc là chúng ta sẽ có xu vàng, thì nó hơi lâu một tí thôi anh em nha. Ơi lâu nhiều chứ phải lâu một tí anh em ơi. Triệu hồi thú cưng nó cũng sẽ có thêm xu bạc cho anh em luôn anh em. Rồi lát rồi. Đang cày cho anh em ở bên mấy cái máy bên kia mà bây giờ lát kiểu này không biết là tụi nó là còn là ok không nữa, nên mà để tí qua coi, để lo quá. Rồi bên triệu hồi thú cưng thì chúng ta cũng sẽ có thêm xu vàng đồ cái thứ anh em ha. Thì cái này thì không phải ai cũng quay được rồi. Rồi thì như anh em cũng đã biết á anh em, cái điểm nhân phẩm đợt này á, từ để tí mình nói điểm nhân phẩm sau anh em. Rồi shop cỏ 4 lá anh em nhớ đổi cho mình hết cái ưu tiên anh em nha. Ưu tiên đổi cho mình hết cái thùng bia. Là 150 thùng bia anh em nha, 15k. Mười mấy k này, 15k cái shop cỏ 4 lá anh em ơi, mười mấy k shop cỏ 4 lá đấy. Và đặc biệt ở bên này nó cũng sẽ có thêm xu nữa nè anh em, thấy chưa? Nhiều vậy. Ê 20 từ anh em nha. Ồ chỉ có 15 lượt đổi thôi anh em ơi, cái này mới nha. Đây anh em 9k cỏ đổi được thêm xu bạc nữa anh em, tuyệt vời nên đổi. Ủa ui cái này mới nhờ, đổi một phát dính 2 cái luôn kìa. Ủa là sao? Ê cái vậy được nha, nó không hiện anh em ơi. Thôi xịt. Trời ơi ảo ma thiệt đấy, đáng lẽ ra nó phải có thêm nhưng mà đổi một là được 2 anh em ơi. Thôi cái này thì anh em nào thấy thì làm theo anh em nha, cái này hơi vui. Rồi đợt này chúng ta sẽ có lên cả đổi lính chì anh em ha. Anh em có thể đổi thêm nguyên liệu cũng như là mấy con food 10 sao ở bên này. Rồi triệu tập hải tặc cũng vậy anh em ha, mấy cái này đơn giản quá rồi ha. Bơm lúa liên và những là bơm lúa liên, nhưng mà tuần này nó bị rollback 2 ngày rồi anh em nên bỏ gói này nha. Gói này ngon lắm anh em ơi, nhưng mà bỏ thôi. Bây giờ anh em nạp anh em bơm vô thì nó cũng đâu có đủ đâu anh em. Với lại cái gói anh em không bơm gói này thì cái gói tích lũy kinh nghiệm VIP của anh em á thì nó cũng không có gì nè. Nè, tích lũy kinh nghiệm VIP nè anh em. Cái móc 5.000 này thì anh em cũng không có, anh em mà bơm mỗi ngày 450 lúa đó thì mấy đây chúng ta mới đạt được cái gói này. Mà trước đó thì anh em nhớ bơm một là gói nhân phẩm, 2 là gói chiến trường anh em nha. Tuần này chúng ta có gói chiến trường cực kỳ ngon. Đây anh em. 360 lúa, gói này là chắc chắn mình lấy rồi nè. Đó, ok anh em nha. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có là kim tự tháp anh em ơi, để coi coi tướng hiếm đợt này là ai. Có có rau đen nè anh em. Nhưng mà rau đen đợt này thì nói chung là anh em mình nghĩ nha, theo mình nghĩ nha, anh em đừng nên chơi anh em ơi. Nó khó build lắm. Anh em lấy Siki hoặc là lấy Bitmom là ok. Xanh này xanh lỏ nha, xanh này xanh lỏ anh em nha. Mà anh em sẽ quay ra, anh em lấy giùm mình con Karasu. Lấy Karasu hoặc là lấy Zephy, 2 con này đang trong meta cực kỳ ghê. Ghê như thế nào tí mình sẽ nói về meta của tụi nó cho anh em xem, cách build được các thứ luôn ha. Review nhanh đi anh em ha, bởi vì anh em chắc cũng quá rành mấy cái này rồi ha. Rồi ok, bây giờ nói đến cái điểm nhân phẩm anh em nha. Điểm nhân phẩm thì chúng ta muốn match binh á, anh em phải quay match luôn cả vòng quay cao cấp, match luôn cả vòng quay chát quỷ thường, rồi match luôn cả vòng quay đặc biệt, match luôn cả xu vòng quay là 4/4 vòng đó nha anh em nha. Rồi match luôn cả chiêu mộ đại hải tặc và match luôn cả triệu hồi thú cưng thì chúng ta mới được 4.600 điểm nhân phẩm. Cái này mình test hồi tuần trước rồi. Nên là anh em nào mà muốn đu theo cái này thì nói chung là tùy anh em thôi. Thì ông nào có điều kiện đi chơi. Ui cái gù mù hả ta. Rồi đó là về event tuần này anh em ha. Nói chung là event tuần này cực kỳ đáng để mà chúng ta chơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về cái meta và cũng như là review meta tháng 8 luôn đi anh em ha. Rồi meta của đợt này, meta của cái gì cái thuyền anh em, cái hạm đợt này á, nó là cái hạm Snapper here. Bởi vì sao anh em? Meta bây giờ anh em biết rồi ha, nó có con Z Phi trừ nộ cực kỳ ghê và con San tóc đỏ mới ra mắt các em, thì nó cần nộ để mà nó nộ liên tục, nộ cực kỳ nhiều, thì cái thuyền búp nộ nó là meta. Đây anh em, đồng thời hồi phục cho 5 đồng đội là 100 nộ nè anh em, ông nội luôn ấy. Nên ông nào mà đang có điều kiện thì nên build cái thuyền này, cái hạm này để mà chơi chính. Mình chuẩn bị mình build rồi đó anh em, tí mình rã ra mình build luôn anh em. Đây, mình đang xài cái thuyền Sunny. Nhưng mà cái thuyền Sunny này thì xưa rồi, lâu quá rồi. Đó, nên là nó tăng xét thương chuẩn thì đam cũng to thì đấy. Nhưng mà bây giờ khiên nè, khiên Z Phi nè, bất hoại ba tô nè. Đó, thì lấy gì xuyên được anh em. Chúng ta hãy chơi nộ, bởi vì bây giờ Z Phi nó trừ nộ nhiều quá. Chúng ta phải lấy cái này bù lại, rồi phải bù thêm nộ cho cái con San tóc đỏ để mà nó nộ được nhiều nữa anh em. Đó, cái này là quan trọng lắm nha. Và đặc biệt có một vài con gọi là cần nộ liên tục đó để mà nó chơi game anh em. Anh em cứ thử cái thuyền này coi, mạnh lắm nha. Rồi, sẵn là mình gỡ ra mình build luôn cái đám nội thất của mình luôn đi anh em ha. Build cái đám nội thất này của mình luôn đi. Tí mình sẽ sâu nội thất cho anh em xem. Sâu luôn cả cái cách build tướng nè, ngọc nè, bét nè, và cũng như là build theo hướng nào, từng con luôn anh em. Đây là cái ý kiến cá nhân riêng của mình ha anh em ha, cách build riêng của mình. Anh em có thể gọi là tham khảo thôi. Còn anh em build theo cái hướng riêng của anh em nữa thì cái đó là tùy anh em. Anh em tham khảo clip của mình anh em ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ build lại cái đám nội thất này ha. Và cũng như là build lại cái đám để coi coi. À, cái trái quỷ này đó anh em, nó không phải lỗi. Đây, mình mở ra được rồi nè. Anh em nhấn, nó có một cái ô màu trắng đúng không? Anh em nhấn vô mình cái xác nhận. Đó, rồi anh em cứ là nó tự động nó mở lại y chang như cũ thôi. Đó, anh em nhớ bấm vô xác nhận nha. Mình mở thêm một con nữa đi anh em ơi, cho con Anguzan đi. Rồi ok, xác nhận. Đó, trái quỷ thì anh em quá rành rồi đúng không anh em ha? Rồi ok, bây giờ mình sẽ build chiến hạm và cũng như là build luôn cả cái Ngọc Vega, nó gỡ hết luôn anh em. Nè, Ngọc Vega nó gỡ hết luôn. Thì cái đám này nó chơi Ngọc gì hợp lý thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem từng con meta, 12 con meta anh em nha. Rồi ok, rồi ok, tiếp tục anh em ha. Thì cái phần chiến hạm á, thì mình cũng đã nói hồi nãy rồi anh em ha. Thì chúng ta chơi con thuyền Snapper here, dành cho những ông nào mà đang muốn đi theo meta, giống y chang như mình luôn anh em ha. Rồi cái con thuyền này thì mình cũng đã gỡ mấy cái nội thất để mà build anh em nha. Anh em phải gỡ nội thất thì chúng ta mới tái tạo được nha. Rồi thì mình cũng đã lên cho nó gần level 210 em ơi. Cụ thể là level 208. Cái phần tóc á thì là 93/100. Đó, thì cứ cái này thì anh em có phải lấy thêm cái gì ta, cái kim loại này nè anh em, để mà chúng ta nâng tóc ha, ưu tiên tóc cho cái đám thuyền này anh em nha. Đó, đám hạm này ha. Rồi đó là về cái Snapper here. Đây anh em, đồng thời hồi phục lại 71 nộ cho 4 đồng minh. Cái này cực kỳ quan trọng nha. Nhiều con nó bị thiếu tầm có chừng 1 nộ thôi là nó bị gãy nguyên một cái trận đấu anh em. Đó, nên là cái nộ của game này hiện giờ đang khá là quan trọng. Bởi vì meta bây giờ là meta nộ anh em. Bên nào có nhiều nộ là bên đó sẽ win. Đó, chưa kể con Z Phi nó sẽ trừ được nộ nữa anh em ha. Rồi, còn về cái nội thất á, thì để mình coi coi con nào, những cái nội thất ở trong này á thì nó đều nằm như cũ cả anh em. Tuy nó reset rồi nhưng mà nó đều nằm như cũ cả. Đó, nên là anh em nhớ vị trí, nhớ cái món nào của con nào anh em gắn vô. Ví dụ ha, cái này thì mình gỡ ra hết rồi nè, bởi vì hồi nãy mình mới reset. Rồi ví dụ như là cái đầu tiên đi, thì con này nè anh em thấy không, thì nó sẽ giống y chang như là, ủa con này con nào, để từ từ anh em coi. À, con Pudding. Đây anh em, cái vị trí đầu này là của con Pudding nè. Để mình gắn vô thử cho anh em xem, rồi vô coi lục thức thử có phải không nha. Anh em không nhớ thì anh em nhìn cái vật phẩm anh em build trước đó đó. Đó thì là cái chỗ đó là của con Pudding đấy anh em. Rồi đây, đây công nè, lục thức nè, đó, tốc độ nè, tăng quá trời luôn anh em. Đây là vị trí của con Pudding ha. Bởi vì nó sẽ có một vài cái vật phẩm giống cái con tướng đó luôn. Ví dụ như là có cái này. Đây anh em, cái này nè. Đó thì là con Pudding nè. Rồi có luôn cả cái hệ của nó và nghề của nó nữa anh em. Đó thì anh em nhớ vị trí anh em gắn vô thôi. Cái nội thất thì nó đã nằm sẵn rồi. Đó, rất là đơn giản anh em ha. Nội thất đồ các thứ như thế nào thì anh em khá là rành rồi đúng không? Nên là cái này không cần phải nói nhiều anh em ha. Quan trọng nhất á là con tướng đó nó cầm cái meta anh em, thì nó cầm cái bảo vật gì, đi chung với lại ai, tính năng của nó ở trong team là gì. Đó, và cũng như là ngọc bét của nó cầm là cái gì. Đó, quan trọng là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ sâu cái team meta anh em ha. Team này là team do mình nghiên cứu thôi anh em ơi. Còn anh em build như thế nào thì này là tùy anh em ha. Đây anh em, đây là 12 con tướng meta mạnh nhất hiện giờ. Đó, nói thẳng ra luôn là cái đội hình đầu tiên á là cái đội hình mình cho rằng là đang là mạnh nhất meta hiện giờ. Cái này là không nói con Xanh nha, bởi vì con Xanh nó mới ra được có vài ngày nãy thôi, nên là cái sức mạnh của nó đó là vẫn chưa có xác định là nó mạnh ghê gớm cỡ nào. Nhưng mà con Xanh tóc đỏ, mình nói thẳng luôn, nó thà vào thẳng meta anh em ơi. Chúng ta có thể thay thế vị trí của con Big Mom như thế này đó, bằng con Xanh tóc đỏ. Karasu giữ lại nha, con Karasu cực kỳ ngon nha. Rồi, vị trí không thể nào thiếu á là con Bo Lilith và con Hiyori và con Bato. Tuy con Bato đang bị khắc chế rất là nhiều bởi Big Mom và cũng như là con tướng mới đây là con Xanh tóc đỏ anh em nha, và cũng như Râu Đen nữa, nhưng mà nó vẫn sẽ cầm cho chúng ta ở một cái vị trí khá là ngon, đó là búp được bất hoại bất tử. Thì cái chiều skill đó là đang dần bị khắc chế, nhưng mà anh em nên nhớ con Bato này nó có khả năng búp né cho team nữa anh em. Đó, nên là không có nó là cũng hơi mệt đấy. Rồi, con Hiyori và con Bo đó anh em, thì nói chung là anh em là không có Bo thì anh em gắn như mình con Jinbe lên. Không có Bo thì chơi Jinbe anh em. Thì chủ yếu để làm gì? Để nó hút cái, nó bảo kê con Hiyori, để con Hiyori nó sẽ đứng ở hàng đầu, nâng má tóc anh em nha, đứng ở hàng đầu để mà khi mà gặp con cà rốt hoặc là những cái con nào mà nó gây sát thương CC đó anh em, gây CC khống chế đó, thì anh em lấy con Hiyori nó quạt một cái thôi là mất bớt CC cho team. Đó, rất là ok anh em nha. Rồi, còn nếu mà gặp Bo ở hàng đầu thì nó cũng sẽ bảo kê được con Hiyori, nếu mà trường hợp con cà rốt của team địch nó khiêu khích hết nguyên như anh em cũng đã biết anh em ha. Con Bo á, thì anh em gắn ở hàng nào thì nó sẽ không có gây khiêu khích ở hàng đó. Bảo kê team rất là tốt nè. Thì nếu mà gặp cái con cà rốt ở team địch á thì hàng đầu của chúng ta là không bị dính khiêu khích và cũng như là dính cái hoa vũ nè, hàng sau bị dính. Nhưng mà build mát tóc cho con Hiyori, nó quẹt một cái là hàng sau hết cái khiêu khích luôn. Cái này thì mình đã nói trước đó rồi anh em ha. Rồi, đó là tính năng của hai con đó. Rồi tiếp theo nữa là con Karasu. Thì con Karasu này mang trong mình là một cái sức mạnh là rất là to lớn luôn em, nhờ cái lượng đam sát thương của lượt bởi cái bụi than á rất là to, nên là anh em có thể build con Karasu. Nó có thể xuyên được khiên con Zephyr nữa anh em, xuyên được khiên con Zephyr nữa đó, nên là cái con Karasu này hiện giờ mình đánh giá nó đam rất là hỗn nha. Và chưa kể là nó có cả một tên bất tử nữa đây, một tên hồi sinh bất tử nữa, cũng khá là ngon. Nó giống hao hao y chang như là con Sugar vậy đấy. Rồi, tiếp theo là con Bato hồi nãy có nói rồi ha. Rồi, con ZV, con này hiện giờ là một con cực kỳ khó chịu ở meta, nhờ cái khả năng trừ nộ anh em, trừ nộ bởi team mình khi mà có kẻ địch bị team mình khi mà có đứa bị hẹo á, hồi sinh bị hẹo á thì nó sẽ trừ 100 nộ của đối thủ anh em. Đây, trừ 100 nộ của đối thủ. Đây, sau đó giảm một tràn bộ kẻ địch là 100 nộ nè anh em. Đó, chưa kể là nó sẽ tăng những cái lớp giảm thương cho team, 5 lượt rồi cái thứ nè. Rồi, nhận lá trắng miễn nhiễm sát thương 3 lần cho toàn team nữa anh em. Đó, rồi chưa kể khi mà con ZV này đây là một cái con tướng là khắc chế được những cái con Shiki nè, rồi MiH nè, và cũng như là con Râu Đen. Đó, nhờ cái kỹ năng đầu tiên và cũng như là cái kỹ năng tăng thiên ha. Rồi, khắc chế con Shiki như thế nào là nó sẽ giảm hết tất cả khi mà nó nộ anh em, thì nó sẽ giảm hết tất cả những chỉ số tăng ít của mục tiêu. Shiki cũng bị nè, Râu Đen cũng bị. Nhờ đó mà con Râu Đen nó không có tích được nội tại tăng công á anh em, nên là con Râu Đen nó khi mà nó nộ á chả có miếng đam nào cả anh em ơi, nên nó sẽ hạn chế nha, chứ không phải là khắc chế hoàn toàn, hạn chế phần nào sức mạnh của con Râu Đen thôi. Rồi, đầu game á thì anh em biết rồi ha, thì con MiH á nó sẽ quạt nộ đầu game, thì nó gặp ngay cái lá trắng của cái con ZP này, không ai hẹo hết trơn á, không ai hẹo hết. Mỗi lần nó nộ là dính cái lá trắng này thôi, nên là con MiH hiện giờ đang bị khắc chế đam rất là nhiều, nhưng mà con MiH thì nó vẫn sẽ gây được mấy cái uy nhiếp rồi các thứ anh em ha, để nó hỗ trợ team thôi. Còn đam bị con ZP nó khắc chế hoàn toàn hết rồi. Rồi, ok. Đó là về con ZP, phân tích kỹ cho anh em biết, hiểu rõ con ZP một xíu ha. Rồi, Big Mom thì cái khả năng xuyên được cái bất hoại thì chúng ta không thể nào bàn cãi được hơn, nhưng mà cái lượng đam của em nó thì hơi yếu một tí, nhưng mà cái khả năng xuyên bất hoại 100% anh em, vả phát nào trúng phát đó. Và cũng như là có thể hành động được tới tận 4 lần anh em, có thể nộ được và cũng như là hành động được tới 4 lần, nên con Big Mom này hiện giờ đang khá là ok la. Nhưng mà từ khi mà con San ra mắt, mình nghĩ sau này có thể thay thế vị trí được của Big Mom. Ok chưa anh em? Anh em chơi như thế này nè là hợp lý nè. Thì nhưng mà con San này thì để từ từ nói ha, bởi vì nó là một con tướng mới, nên là từ từ chúng ta chơi ha. Rồi, thì cái đội hình đầu tiên là cái đội hình beta 6 con mạnh nhất của mình luôn anh em. Rồi cách build như thế nào thì chúng ta build cái con bo này á anh em. Anh em build con bo này theo cái cách của mình luôn đi anh em ha. Để mình từ từ mình coi coi. Con bo này anh em build giùm mình mát tóc anh em nha. Bởi vì cái hoa vũ nó sẽ ảnh hưởng tóc rất là nhiều. Hoa vũ nó sẽ ảnh hưởng tóc rất là nhiều anh em ha. À, nó gắn lại bét cho mình luôn rồi nè, ngon nhờ. Vậy là ngày hôm qua không có bị lag bét anh em ơi. Nè bét nó vẫn còn như cũ ha, khỏe, khỏi gần build bét. Rồi, anh em gắn cho mình cái con bét nào mà có tóc, có cong càng tốt. Bởi vì cong càng cao nó gây được cái quỷ ám càng đau. Và cũng như là tóc cao, ưu tiên tóc trước nha. Bởi vì cái hoa vũ này nó sẽ ảnh hưởng bởi tóc. Nếu mà kẻ địch tóc cao hơn con bo anh em, nó chả gây được hoa vũ đâu. Và ngược lại anh em nha. Rồi build thêm miễn trống cho nó nữa anh em nha. Rồi bảo vật thì anh em cho nó bảo vật tóc luôn anh em. Burakan thì càng tốt, tóc cong luôn anh em ha. Nè cái quỷ ám này nè anh em, thì nó sẽ dựa theo cái lượng công của cái con bo để mà nó gây sát thương quỷ ám đó anh em. Đau lắm nha, cái này là đau cực kỳ luôn đây. Rồi ok, đó là đây cách mặc đồ của mình luôn anh em. Cách mặc đồ rồi cái phần haki con bo luôn, đẩy má tóc cho mình luôn anh em nha, má tóc luôn. Đó, và cũng như là lấy cho mình cái kỹ năng là 30% hồi lại 100 nội nha, cái này quan trọng lắm đấy. Đẩy má tóc luôn, tóc của con bo mình hiện giờ là 4.300 anh em ơi. Cái này nó bị rớt nè bởi vì mình build cái trái quỷ nó hơi ấy. Rồi còn về đá đó anh em thì anh em chơi tóc cong giùm mình luôn anh em ha. Rồi còn cái ngọc Vega đó thì anh em chơi cho nó cái bộ ngọc Vega gọi là tóc luôn nè. Vừa tóc vừa cong, có cái gì chơi cái đó, vừa tóc vừa cong luôn ha. Đâu rồi ta, trời ơi lát rồi. Đây anh em, cho nó chơi full bộ tóc luôn nè. Ở trong này thì có cái nào phần trăm công bỏ vô cho nó luôn anh em. Đây có phần trăm công đồ các thứ nè, phần trăm công nè. Đó, phần trăm công đồ các thứ nè anh em. Đó nhớ nha. Rồi con ba tô cũng vậy luôn anh em. Ba tô anh em build cho nó mát tóc, để cho nó bút khi cho nó sớm anh em hả. Build mát tóc cho nó luôn. Đây ba tô đây. Gắn mấy con bé nào mà có tóc cao á anh em, bỏ vô cho nó nha. Rồi gắn cho nó cái vòng tinh lâm anh em. Cái vòng tinh lâm là một cái bảo vật mình đánh giá là tóc cao nhất đối với lại những anh em tầm cày chay và tầm trung á anh em. Đó, ông nào có điều kiện thì chơi Burakan thôi, còn không thì anh em cứ vòng tinh lâm mà anh em vả thôi. Rồi anh em nhớ build tóc HP cho nó nha, tóc HP nè. Rồi đá thì anh em chơi đá má tóc luôn nè, đá Vega đó, ngọc Vega má tóc luôn. Phần haki cũng vậy, giống y chang con bo thôi. Đây, lấy 30% hồi lại 100 nộ nè. Và cũng như là đẩy má tóc cho em nó luôn, những con hỗ trợ toàn má tóc hết anh em ơi. Hijiri cũng vậy anh em ha. Hijiri y chang ba tô luôn anh em. Nhưng mà anh em hiện giờ đang có tới tận 3 con tướng hỗ trợ mà cần đá tóc, bét tóc và cũng như là cong. Đó, đó là con Hijiri, ba tô và con bo Lilith. Ba con đó nó gọi là KS đồ rất là ghê. Ba con đó nó KS đồ ghê lắm anh em ơi. Đó nên là bây giờ đang chia đồ ba đứa nó cho ba cái gì? Đang chia cái tài nguyên cho ba đứa nó nè. Đây, tóc cong nha, con này lấy đá tóc cong giùm mình nha. Và đặc biệt là cái ngọc Vega anh em chơi giùm mình cái ngọc tóc cho nó luôn, ngọc tóc luôn anh em nha. Má tóc như có thể. Cái phần haki thì y chang như vậy. Ủa cái này yếu vậy ta? Bữa giờ mình không thèm lên Hiyuri luôn ấy. Đây phần haki cũng đẩy má tóc cho em nó, lấy 30% hồi lại 100 nộ luôn. Đây cái dòng má tóc cho em nó luôn nha. Đó là về ba con tướng hỗ trợ. Đó, và như là để mình coi còn con nào nữa không ta. Ba tướng hỗ trợ nha. Rồi tới con Karasu đi anh em ha. Karasu thì anh em đẩy cho mình mát công anh em nha. Con này chắc chắn là phải mát công rồi. Đây cho em nó cầm Burakan rồi các thứ luôn. Cái cách để mà tăng công khi mà chúng ta mang ba cái món hải âu và một món bộ đồ nghề, cái nón hoặc là cái quần á, thì nó sẽ tối ưu được cái lượng công của con tướng đó luôn anh em nha. Rồi cái phần đá thì anh em chơi mình dùm mình đá công xuyên. Công xuyên nha, bét là bét gắn phần trăm công. Cụ thể đó là anh em có thể gắn những con nào mà con cá ngựa lão được các thứ á, cho con Karasu cũng cực kỳ tuyệt vời. Ok anh em nha. Cái lượng công này hơi yếu nè. Rồi bên haki thì anh em đẩy mát công giùm mình luôn em, mát công dùng luôn nha. Rồi lấy cho mình cái haki quan sát nè, đánh thường hoặc ra tuyệt chiêu nếu mà chí mạng hồi lại HP, không ra chí mạng tăng thêm 100% sát thương. Cái này nó rất là quan trọng bởi vì cái con Karasu này nó chả có bao giờ gây ra được sát thương chí mạng ngoài việc đánh thường đâu anh em ơi. Skill nó không có chí mạng kể cả nộ luôn, nên là anh em lấy cái này nó tăng lên cái lượng đam cũng to lắm đấy, 100% sát thương ha. Rồi đá Vega đó, ngọc Vega đó thì anh em đẩy cho mình những cái viên nào mà có mát công luôn anh em nha, mát công cho em nó luôn. Đâu rồi ta, đây nè, Đó, kiếm những viên nào mà có phần trăm công anh em gắn bô, còn không thì anh em gắn theo bộ. Anh em đủ phần trăm công ở ngoài thì anh em gắn bô, còn không anh em gắn theo bộ ha. Đây, phần trăm công nè. Cái này gắn thêm cho nó một vài viên có xét thương chuẩn nữa anh em ha, để nó vẽ nó đâu. Đây, phần trăm công nè, phần trăm công xét thương chuẩn nè. Rồi đây là thêm có phần trăm công này, ít tóc nè. À, đó là về cái con Karasu. Nói chung là đơn giản đấy ơi, mấy con này dễ build mà đúng không? Bét thì anh em gắn cho bét phần trăm công rồi. Rồi tiếp theo nữa đó là con để mình coi còn con nào nữa. Hiyori Big Mom. Big Mom đi. Rồi Big Mom thì anh em chơi cho mình công xuyên anh em nha, công xuyên luôn y chang như là con Karasu gì đó, nhưng mà anh em lấy xuyên nhiều hơn ha. Rồi Big Mom thì anh em có thể gắn cho nó con bét nào tăng phần trăm công nè. Rồi cái đá thì anh em chơi cho mình đá công xuyên luôn anh em nha. Bảo vật thì anh em có thể chơi những cái bảo vật nào mà có phần cái con Karasu hồi nãy là cũng bảo vật phần trăm công luôn nha. Những bạch thạch là một cái sự lựa chọn khá là sáng suốt, có phần trăm công, có cả nộ luôn anh em. Build đồ thì y chang luôn anh em ha. Ba món hải âu và ba món hải âu và một món bộ đồ nghề. Rồi còn về cái phần haki thì anh em đẩy mát công luôn anh em, mách công. Và nhất là cái này quan trọng nè, anh em lấy cho mình cái haki bá vương có 30% tăng tỷ lệ hồi lại 100 nổ anh em. Đó, anh em lấy cái này để con Big Mom nó hành động 4 lần á thì nó có tỷ lệ nộ liên tục. Anh em nhớ nha, cái này quan trọng lắm đấy. Đó, để mà chúng ta lấy cái quả lực kèo. Rồi cái cách build ngọc con Big Mom á thì anh em có thể gắn cho nó cái ngọc công xuyên, hoặc là ngọc thêm xét thương chuẩn đồ các thứ nữa, để cho chị ấy gọi là gây được một cái lượng đam to anh em nha. Đây có cái này là gắn có một chút tóc rồi anh em ơi, viên này mình gắn đại. Đây xuyên nè, xét thương chuẩn nè, rồi cái này là có phần trăm công nè, rồi có luôn cả công nữa nè, rồi ở dưới này thì có xét thương chuẩn nè, có xuyên thủ nè. Gắn ngọc công xuyên cho nó nha. Đây xuyên thủ xét thương chuẩn nè, đó nhớ nha anh em. Đó là về cái con Big Mom đợt này. Rồi ok, đó là xong 6 con meta đúng không anh em, xong 6 con rồi. Rồi còn 6 con còn lại anh em, 6 con phụ thì mình lướt nhanh luôn em ha, bởi vì clip nó cũng hơi dài rồi đấy. Rồi 6 con còn lại thì anh em nói chung là nó khó chơi và như là hơi ao ao một tí rồi đấy. Rồi thì anh em có thể chơi còn mấy cái con ở dưới này nó vẫn còn mạnh nha anh em. Ví dụ như là tụi con Lunica lại con Kaido này, nhưng mà cái gì lại con Pudding nè, nhưng mà Aizen Sabo nữa anh em. Nhưng mà tụi nó dạng như là bây giờ gắn vô trong team thì nó không có gây được cái hiệu quả lớn đó, nên là mình thôi mình loại ra luôn anh em, mình để ra ngoài. Mình sẽ để những cái con tướng là chúng ta có thể thay thế được ha. Rồi ví dụ như là con MH hiện giờ thì nó có thể gây được CC cho team được cái thứ. MH thì không phải ai cũng có ha. Anh em muốn build thì anh em build cho nó mát tóc thôi nè, MH chỉ cần mát tóc thôi. Đó, cái này khá đơn giản ha. Rồi con râu đen mình khuyên thật, anh em nào nuôi không nổi thì đừng có nuôi luôn anh em, bởi vì nó phải cần phần trăm công cức rất là cao thì nó mới gây được cái xét xưa thương là xuyên cái bức hoại anh em ha. Nhưng mà hiện giờ đang có con Zephy nó xóa hết công của con râu đen này rồi, nên là râu đen nó vả rất là yếu, được cái là nó giảm sát thương chí mạng cho toàn team thôi. Nên là con râu đen này anh em muốn build thì build mát công cho nó thôi, giống y chang Karasu anh em, chả khác gì cả ha. Rồi tiếp theo nữa là con Shiki. Con Shiki này là một con meta cũ cực kỳ ngon, hiện giờ em nó vẫn đang rất là khó chịu anh em. Nhưng mà bây giờ con Zephy nó cũng sẽ giảm hết những cái chỉ số tăng ít của con Shiki rồi. Chưa kể ông nào mà chơi con râu đen nữa thì có thể giảm hết tất cả những cái xét thương chí mạng của con râu đen luôn, của con Shiki luôn nè. Shiki đam chính của nó là đam chí mạng và xét thương chí mạng đó, nhưng mà khi mà gặp con râu đen thì không có miếng đam nào hết anh em, đam rất là bé luôn. Nhưng mà nếu mà anh em chịu khó spam thì chắc là anh em cũng có thể chơi được. Ví dụ như chơi cái trường hợp như thế này, đây anh em không có chơi Karasu, anh em nhét như thế này là mình thấy là hợp lý, chơi cũng ok. Rồi anh em ít tướng bảo kê đúng không, không có con bo thì anh em có thể cho thêm con Jinbe vô. Và con Jinbe này anh em build đường tóc nha, không phải build đường thủ nữa. Thì anh em bảo kê con Hiyori, một là anh em phải bảo kê con Hiyori, hai á, là anh em nhét ở hàng sau để nó hút nón của con Sugar, hút nón con Sugar nha. Nhưng mà tóc của anh em phải cao hơn con Sugar này thì chúng ta mới hút nón được của con Sugar. Đó là về cái cách để mà chúng ta build con Jinbe. Cà rốt thì nói chung là cũng tạm được anh em ha. Cà rốt thì bây giờ ông nào mà có bo với lại con Hiyori để hàng đầu là cà rốt không còn có tác dụng khiêu khích nhiều nữa, nó chỉ là một cái bao cát di động thôi đó. Nhưng mà server nào mà không có con bo, cà rốt cực kỳ khó chịu. Chúng ta có thể thay thế vị trí cà rốt bằng con để mình coi coi, không thay thế được luôn ta. Không thì anh em chơi được cái đội hình phòng thủ anh em, công thủ như thế này, bỏ Big Mom ra cho cà rốt vô cũng được. Con bo này thì anh em có thể thay thế vị trí của con Jin B anh em nha, cũng khá là ok đấy. Cà rốt thì anh em build mát HP cho nó thôi anh em, mát HP thôi ha. Đá đồ cái thứ là HP hết, ngọc đá đồ bét là có phần trăm HP hết cho mình. Rồi LG Kuzan mình đánh giá khá là cao về cái con này, bởi vì cái khả năng gây được cái kỹ băng hà đó. Con này anh em muốn build anh em thì anh em build cho nó mát tóc anh em nha. Nhưng mà bị một cái đó là con này hiện giờ đang bị cái nội tại xóa cái những cái trạng thái xấu của team bởi con Zephyr, nên là cái kỹ băng hà này nó sẽ bị khắc chế rất là nhiều. Chưa kể con Hiyori nó cũng sẽ có khả năng xóa được cái kỹ băng hà khi mà nó nổ nữa nè anh em. Đó, nhưng mà nếu mà chúng ta kỹ băng hà được con Hiyori hoặc là con mấy cái con tướng carry của team địch đó anh em, thì nó sẽ tốn cái lượt xóa đó. Mà khi mà team địch nó có đứa hẹo thì nó mới có xóa được anh em nha, nhờ cái nội tại của Zephyr. Đó thì con AVG Kuzan này vẫn là một cái sự lựa chọn khá là ok. Rồi, còn về Sugar thì anh em ví dụ như là team địch anh em tự tin con Sugar của anh em tóc cao thì anh em có thể gắn cái slot như thế này hoặc là như thế này. Nói chung là giảm công xuống, tăng cái hiệu ứng của team mình lên. Thì con Sugar này có khả năng ụp nón anh em, thì cái ụp nón này ụp trúng con Hiyori hoặc là con Bato thì nó sẽ không có hồi sinh hoặc là không có búp được bất hại cho team. Ụp trúng con Kadasu thì nó sẽ không có búp được những cái tầng bụi than. Ụp trúng được con Zephyr thì nó sẽ không có dính được những cái tầng tăng khiên. Đó là như vậy anh em nha. U-Shop thì cũng là một cái sự lựa chọn là ok. Nếu mà anh em thiếu đam có thể gắn U-Shop vô, nhưng mà không khuyến khích nha. Rồi meta của tháng 9 chắc là meta như thế này, chắc là anh em nha. Bởi vì sao anh em, cái con Kadasu và cái con nào mà nó nộ nhiều anh em, ví dụ như là con San đi, thì anh em cũng đã biết cái nội tại này, nội tại ẩn của mấy con tướng nè. Thì cái con Kadasu này nó có cái khả năng là gây bụi than đây nè, gây quả đen nè, người sở hữu dấu ấn này khi tấn công đòn đánh thường hoặc nộ nè, bị động nè, có 100% cơ hội gây kèm hiệu ứng bụi than lên kẻ địch. Mà cái con San tóc đỏ này nó gây rất là nhiều nộ lên trên người kẻ địch, thì vô tình nó sẽ ép rất là nhiều những cái tầng bụi than lên trên người của kẻ địch. Thì meta bây giờ anh em, đây con San nè, nó nộ rất là nhiều. Đó thì mỗi lần nó nộ thì nó sẽ ép được những cái tầng bụi than lên trên người kẻ địch đó anh em, yếu cũng được. Nhưng mà nó gây được những cái tầng bụi than lên trên người kẻ địch. Rồi con Kadasu nó kích hoạt cái bụi than đó là anh em thấy một cái lượng đam cực kỳ khủng chưa. Nó nộ 10 lần là 10 tầng anh em. Cái này là mình chưa test, này là lý thuyết thôi. Nhưng mà nó nộ 10 lần là 10 tầng anh em, mà một tầng nó gây rất là nhiều sát thương. Đó nên là cái con San này hiện giờ đang là một con tướng là rất là khó chịu anh em nha. Mình nói thẳng luôn, con này vào thẳng meta và con này có thể khiến anh em tầm trung và cày chay lật được mấy ông mạnh hơn. Lật được nha, lật được mấy ông mạnh hơn, còn lật được mấy ông top đầu hay là gì cái đó không biết. Tùy vào lực chiến của anh em nữa. Đó nên là anh em có thể build con San này lên nha, nhất là những ông cày chay thấy con này cực kỳ mạnh luôn. Nó nộ nhiều quá mà anh em, nên là chúng ta có thể lợi dụng cái điều đó ha. Rồi, nói sơ bộ về cái event và cái meta hiện giờ như vậy anh em, bởi vì thời gian có hạn á, nên là mình review vậy để em thấy rõ anh em ha. Đó là một vài con, nói chung là mình sẽ tập trung là tới 6 con hàng đầu sớm hơn, chứ không phải là tập trung từng con như là hôm bữa nữa. Nên là anh em xem anh em hiểu hơi kỹ tí giùm mình ha. Đó các anh em ơi, chiều nay là sẽ có thêm một cái clip nữa anh em nha. Sẽ có thêm một clip của Huyền Thoại Hải Tặc nữa, có code đủ các thứ luôn anh em, có cái gì mới, quà mới mình sẽ tổng hợp cho anh em ở trên kênh. Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay ha. Thấy hay thì hãy cho một like dõi kênh này rất nhiều nha.